Hôm nay Khương Quốc Anh hướng dẫn các bạn cách thay đổi chế độ xem truy cập nhanh mặc định của File Explorer. Khi bật lên nó cứ mặc định vào Quick Access mà không vào This PC trong Windows 10, bản ngắn Full Livestream. Bước 1, các bạn mở File Explorer lên. Sau đó, các bạn di chuột lên trên thanh menu trong cửa sổ File Explorer, nhấn vào View. Bước 2, các bạn chọn Option, sau đó nó ra cái cửa sổ Folder Option. Bước 3, tải dòng Open File Explorer, nó đang để mặc định là Quick Access, các bạn chọn lại là This PC. Sau đó nhấn vào Apply, nhấn vào OK. Bước 4, các bạn tắt File Explorer đi, sau đó bật File Explorer lên để xem thành quả nhé. Vậy là xong rồi. Khương Quốc Anh Studio chúc các bạn thành công. Khương Quốc Anh Studio xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cơ clip tiếp theo nhé. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.